Rồi hai tụi bay, bây giờ ba hỏi tụi bay một câu, tại sao hai tụi bay đi học mà lại mang ảnh ba vô lớp chi? Có ba tụi bay định khoe nhan sắc của ba mày với cô giáo đấy không? Tụi tái thì nó vô mặt bây giờ chứ. Tao xấu tao soi gương tự ói nha mày. Mày tại sao? Dạ thưa ba, hôm nay cô giáo hỏi con rằng thằng ngôn là chỉ bài cho mày. Mất dạy. Mày đưa ảnh cho ba mày chứ vậy? Nói lên được rồi. Sao này ra chợ gặp bả nói gì đâu chứ em? Tại cô giáo không muốn vậy. Thằng này, mày đâu? Mày đâu? Mày qua đây. Còn mày nữa, mày mang ảnh đâu vào lớp làm gì? Dạ thưa ba, hôm nay cô cho con bài tập làm văn. Cái đề yêu hay tả con vật con yêu thích. Rồi mày tả ta mày là con vậy? Con tả con tội gì? Con khỉ rồi. Đúng rồi. Mày mày khốn nạn là ngăn nữa. Ta vô phước rồi. Để hai con, thằng tả không kỹ, thằng tả cha con vui. Ba bây giờ con không nói nhiều nữa. Đi đổ bà này. Đố bà vị vua của nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? À câu này ba biết, ba biết câu này nó dễ nè. Ông này có phải chủ hẳn lộ phải không? Không phải đâu ba.